Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với Trung Kendo. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách trong 1 phút có 100k tiền trong Cyberpunk 2077. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với channel của mình, hãy đảm bảo là anh em bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ các video hướng dẫn và trải nghiệm Cyberpunk 2077 của mình nha. Thank you anh em rất nhiều. Ok, đầu tiên đó là anh em cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ phụ có tên là Space Oddity. Mình đã có đánh dấu trên bản đồ đây, anh em hãy tìm tới theo cái hướng dẫn trên bản đồ này của mình. Đây, cái vị trí này đây. Phần thưởng sau khi hoàn thành xong cái nhiệm vụ này là một cái bản đồ có giá trị bán vô trong shop là 4k tiền. Sau khi anh em đến cái địa điểm nhận quét đó, thì anh em sẽ thấy ba cái thằng này nó đang đứng canh một cái vali ở phía sau trên bàn. Sau một cuộc trò chuyện thì tụi nó sẽ rời đi và để lại cái vali. Anh em hãy lại và hack cái vali đó. Nếu như anh em nào mà không có đủ skill để mà hack cái vali thì hãy đi vòng ra cái phía sau cái ngôi nhà này, anh em sẽ thấy một cái xác chết. Anh em phải lục cái xác chết đó và sẽ có một cái chìa khóa anh em lại dùng để mở cái vali này. Rồi sau đó anh em hãy đi đến cái địa điểm trên map mà quét chỉ dẫn. Tại đây anh em sẽ được bắn lộn với 7 thằng lính đang làm nhiệm vụ canh gác một cái thùng hàng. Và trong cái thùng hàng đó chính là cái bản đồ phần thưởng của cái nhiệm vụ phụ này. Sau khi đã có được bản đồ thì anh em hãy cầm tới một cái drop ball gần nhất và anh em sẽ bắt đầu thực hiện cái bất đúp đồ. Mình cũng có một cái video giải thích về cái cách đúp đồ này rồi. Ok, còn bây giờ anh em hãy vào cái hành trang của mình và kiếm cái bản đồ đó, sau đó anh em hãy bán nó vào shop. Sau đó thì anh em bấm escape thoát ra, anh em lui ra xa khỏi máy, sau đó lại gần để cho cái chữ R sell nó hiện lên. Xong anh em hãy bấm nút R và escape cùng một lúc. Phải nhớ là cùng một lúc nha anh em. Rồi bây giờ anh em hãy bấm mua lại. Đây anh em có thể thấy anh em bấm bao nhiêu lần thì nó cũng không có mất đi cái bản đồ. Anh em bấm bao nhiêu lần thì sẽ được bấy nhiêu cái bản đồ. Sau khi đủ số lượng cần thiết thì anh em hãy thoát ra vào trở lại cái túi hành trang của mình. Đây giờ anh em đã thấy tôi đã đúp thành công. Giờ là tôi có 200+ cái bản đồ luôn. Giờ thì anh em chỉ việc vô shop bán lại thôi. Một cái là 4k, 10 cái sẽ là 40k. Và anh em cứ thế mà bấm bán thì trong vòng 1 phút anh em có thể kiếm được 400k cho tới 1 min luôn. Và một điều lưu ý là mỗi cái drop ball á thì nó chỉ có 20k thôi. Cho nên là để cho nhanh á, anh em có thể bấm vào skip time để mà qua 24 giờ thì cái cây drop ball đó nó sẽ hồi tiền lại. Và anh em cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi nào anh em đạt đủ cái số tiền mà anh em mong muốn. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong anh em cái cách kiếm tiền nhanh gọn nhẹ nhất trong cái con Cyberpunk 2077 này. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho anh em đỡ lăng tăng trong cái vấn đề tiền bạc để mà thỏa sức tung hoành trong Night City. Ok, thank you anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn anh em ở các video hướng dẫn về Cyberpunk 2077 khác nha. Bye bye anh em.